Ê, 4 tip cần biết trước khi về nhà bạn trai ra mắt. Là đầu tiên á, là cánh tay là phải nhanh dứt khoát, cổ tay cầm chặt cái rổ, cố gắng đừng để rau bị rớt ra ngoài. Bắt đầu nha. Ghê vậy anh. Ê ê, em mà cắt thơm kiểu này là mẹ biết mẹ buồn đó. Để anh. Đây. Wow. Rồi con biết cắt cái bánh chưng này không? Anh đố gì khó hơn đi. Ê, khoan. Đây, chỉ với một dây lạc này thôi, mình có thể cắt cái bánh chưng này ngay ngắn mà không bị nát nha. Wow. Quá dễ. Ồ, mẹ anh á, lại thích ăn bánh chưng chiên mà sợ mập. Em có cách nào không? Anh yên tâm, chế độ chiên không dầu của lò hấp nướng Panasonic vừa giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Chà, kiểu này thì chắc là mẹ anh sẽ thích lắm đây. Ủa nhưng mà cái con gà này nè, em tính nấu món gì? Lò hấp nướng Panasonic có thể hấp chín nguyên con gà với chế độ hấp siêu nhiệt. Rồi em đã học được skill chặt gà chưa? Vậy thì để anh. Còn đây sẽ là cách chặt gà. Đầu tiên là mình bước 1 nha, chặt cổ trước. Tiếp theo là bỏ bụng. Panasonic đảm bảo thích. Panasonic.